welcome các bạn đến với Capramatta, một ngày trời nóng hổi vừa ăn vừa thổi, nóng quá. Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày vui quá đi, buồn đến vui quá đi, đã nhận được một tấm giấy phạt 330, mất 3 điểm. Nhưng mà hên quá đi, vừa tới Capramatta đã có chậu đầy là chỗ đậu. Oh my god, mình nói chuyện tới quẹo lưỡi luôn. Thế là thế nào đây? Hên xui, buồn vui, may mắn và xui xẻo có gì khác nhau? Giống như là chở bàn tay vậy. Nếu mà các bạn có cảm giác như là chở bàn tay thì cuộc sống nó thật là thanh thản. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ đi Capramatta nhá, và tiếp tục cuộc hành trình vui vui buồn buồn nhá. Nhưng mà bảo đảm chắc chắn 100% là vui hơn là buồn ha. Ok, let's go. Wow, móng tay móng chân đẹp quá đi. Mày vô nước mí. À, sugar cane. Capramatta lúc nào cũng nhộn nhịp ha, rất là thoải mái. Chúng ta sẽ bắt đầu đi đâu đây? Đi đâu đây hả quý vị? À, đi đến đâu thì mình sẽ đi đến đó nhé. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một siêu thị của con nít mềm mềm nhúng nhúng, rất là vui nhá. Ok, let's go in here. Yo yo. Wow, squishy, welcome to the squishy world. Beautiful. Wow, anything interesting today? Let's go. Buy something. Someone else is looking, so you have to move. Hey, look at this thing. Squishy. Smell good. Yeah. And that. Small cake now. Pancake. Okay. I like this pancake. Hello, my fan. Your wish is come true. Now more squishy video is coming up. Enjoy. Okay, chúng ta bây giờ bắt đầu đi shopping tiếp nữa nha. Capramatta hôm nay là chiều thứ tư, rất là nhộn nhịp nha, người đông vui nha, cảnh vật rất là nhiều. Cái gì nó cũng good hết á. Chỉ cần nhất là cái túi tiền mình nó to một chút nha. Bên đây là người ta chơi cờ tướng nè. Đi qua đường. Hey, đi qua coi tiệm súp trái cây. Sầu riêng. Ai sầu riêng, em không sầu. Sầu riêng à, đây không tài á, trái sầu riêng à. Trái này ăn ngon rồi nha. Ai muốn sầu riêng không? Cái này chắc cũng phải tới 4-5 kg. Thơm quá đi. Banana. Thằng mạ nước mí nha. Cái mạ nước mí vô nè. Quýt nữa nè. Mua bịch quýt về ăn. Hôm nay trời rất là nóng nha. Có thể là tối nay là sẽ có một cơn thunderstorm, sấm sét mưa đây. Nhưng mà yes, dù sao đi nữa thì chúng ta sẽ đi mua nước mí uống trước đã cho mát người nha. Ok, 5 đồng 3 ly. Uống cho nó đã. Ok, nước mí mại vô. Thấy nước mí nè. Okay.
ơn chị, ngon quá. Thì chúng ta đã mua xong nước mía rồi nha. Mời quý vị uống nước mía với Diamond nha. Ngon lắm nè, cheese. Nóng ngon nhất là ăn chè trái cây ha. Wow, trái bưởi nè, trái bưởi nè. Pomelo á, mứt hề. Cái này xoài á. Nice. Wow, cái xoài ngon nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào AA Supermarket ha, một khu vực mới rất là vui, như là Thái Lan, du lịch Thái Lan vậy. Đủ thứ món ăn ngon hết á. Wow, anh thấy nè. Thailand nào. Đây nè. Nhiều món ăn ngon lắm nha. Bây giờ là cũng buổi chiều rồi, cho nên người ta bắt đầu dọn dẹp tiệm. Để ăn sweet không? The Thailand sweet ta. No. No. Nè, bánh ngọt không anh ạ? Not the way to home, it's that way. Bài phá nè. Vô đi phận thời phá bông hoa, bông lan. Và đây là hàng cá, đủ loại cá hết. Cá tươi, khép ra mét ta. Dục nữa nè. Ok, đó là một vòng khép ra mét ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà nhé. Ai muốn mở tiệm không? Có shop trống rồi kìa. Thấy dạo màu squishy. Bây giờ chúng ta sẽ đi chơi cờ tướng. Cờ tướng, cờ tướng. Đây là hàng đồ cổ. Ai có muốn mua gì đồ cổ không? À, này là có phá chính kỹ len à. Ramen. Nice. Chợ chiều, mọi người đang chuẩn bị đi về nhà. Wow, chiếu nè. Thơm quá đi, trái xoài rất là thơm nha. Ok, một vòng khách rất ta vui vui ha. And thanks for watching and being my movie star. Chúc một ngày giữa tuần vui vẻ, hạnh phúc nha. Phá lèn nè. Very nice phá nè. Very nice ha. Rồi, đi. Rồi, hộp vịt lộn đây. Rồi, đi về nha.